Vâng, xin chào quý vị và các bạn anh khán giả trên kênh Xuân Muộn TV của mình quý vị nha. Vâng, trong cái hành trình mình du hành ở trên Hà Giang thì mình cũng hiện tại mình lại có mặt ở cái điểm cực bắc của Tổ quốc ở Lũng Cú, Đồng Văn, Hà Giang. Và tí mình sẽ đi ghi hình một vòng đến cái chỗ điểm cực bắc cho mọi người cùng xem ở cái khu vực này nhé. Còn sang bên kia là Trung Quốc rồi. Đây là cái điểm cao nhất và xa nhất, bắt đầu từ đây là của Việt Nam, điểm cực bắc của Tổ quốc. Chào anh nhá. Mình ở đây của ông nhỏ. Cho thuê ông nhỏ. Và bây giờ mình sẽ đi bộ lên trên kia và ghi hình cho mọi người xem cái điểm cực bắc cái khu vực này nó như thế nào. Đấy thì mọi người, những ai chưa được đến thì có thể xem qua cái hình ảnh của mình thì cũng có thể biết được tổng quan một chút cái hình ảnh cực bắc của Tổ quốc Việt Nam nó như thế nào mọi người nhé. Ở đây thì có những các bậc thang người ta làm lên trên cái điểm cực bắc kia đó. Chào anh em nhé, đang là đi du ngoạn. Anh em ở xa không? Em ở bọn em ở Hà Giang à, cũng à, các con, bạn à, chờ chờ nước chờ ngoài ấy. chờ, các bạn đi gì? Vâng. Và anh nghe YouTuber à? Vâng. À, YouTuber. YouTuber. Vâng à, đây thưa quý vị, ở đây có người ta có mấy cái tấm cái mấy dòng chữ là điểm cực bắc Lũng Cú Đồng Văn. Còn ở xa xa đằng bên kia là ở bên Trung Quốc. Hôm nay mây thì là hơi hơi sương mù một chút, không nhìn thấy rõ. Đây có những bậc thang lên đây. Trên này thì có người ta xây một cái bốt lên, cái cột lên xong là thành cái kiểu bốt ấy. Mình không biết gọi sao cho đúng, nhưng mà xây lên là chắc là mọi người trèo lên đó để nhìn ngắm cái toàn cảnh ở cái khu vực điểm cực bắc của Tổ quốc đây. Vâng, thật mình sẽ đi bộ lên một số tầng, tí nữa thì sẽ đến cái chỗ cao nhất ở đây rồi, điểm cực bắc của Tổ quốc là đây. Mình cũng rất là vui khi được đặt chân đến đây. Còn những ngày như thế này thì ít người thôi, mình chủ yếu là cũng đi ghi hình chia sẻ cho mọi người biết về những các điểm đẹp cho mọi người xem. Người ta xây, người ta sơn bằng những cái sơn giả gỗ rất là đẹp, mát. Vâng, sờ cái này rất là mát mọi người ạ. Đây có cái tấm biển đây này. Ở đây người ta không ghi là cao bao nhiêu, người ta chỉ tính vĩ độ bắc về và vĩ độ đông, kinh độ đông. Thế đây thì bên này không có gì, cái này là cái điểm mà cao nhất của nước Việt Nam ở cái mảng bên dưới này thì là vẫn là của Việt Nam.
mình có thể trèo lên trên cái này để xem thế nào này, xem có thể nhìn được xa hơn không. Đây, ở đây dưới này có cái sông chảy nhá. Và cái hình ảnh hôm nay thì xa nó cũng không được đẹp cho lắm. Trời nó không không có mây đâu nhưng mà nó hơi âm u. Đấy, vòng quanh đằng kia là bên Trung Quốc nhá. Ở xa xa đằng kia tí mình sẽ lấy máy ghi zoom lại gần một chút cho mọi người cùng xem. Đấy, vòng quanh ở bên kia thì Trung Quốc người ta đã xây dựng một cái hàng rào vòng quanh cái đồi kia, còn chắc là từ cái hàng rào hất về đây thì là của Việt Nam, còn từ cái hàng rào hất về đằng kia là của bên Trung Quốc. Họ làm cái hàng rào ấy thì là có một cái đường đi xuyên suốt được cái hàng rào kia. Cái hàng rào kia không biết là Trung Quốc người ta khoanh đất kiểu gì, nhưng mà ngay cái chỗ bên này này là cũng đã có cái hàng rào nhé. Người ta làm cái chỗ đường ngoằn nghèo kia nên là có cái hàng rào dọc dọc lên đấy rồi. Bây giờ mình sẽ zoom lại gần cho mọi người xem. Và bây giờ mình sẽ zoom lại gần cho mọi người biết là cái hàng rào của bên Trung Quốc họ rào nhé. Này thì không biết là họ cắt đất kiểu gì, nhưng mà ngay cái phía dọc cái đồi này ra này, dọc cái đồi này ra thì họ bên Trung Quốc họ đã làm một cái hàng rào dọc lên đây này. Đây hàng rào, đây hàng rào dọc dọc lên này, đây hàng rào kia. Mà trong khi đó thì cái suối thì vẫn đang chảy dọc từ đây đây. Suối thì vẫn chảy ở đây. Mà họ lại không cắt thẳng dọc sang đằng này. Họ lại không cắt thẳng ra đây, nhưng mà trong khi họ vẫn làm con đường ra đấy. Xong họ lại ngoằn con đường lên đi vào đây. Tất cả dọc dọc cái đường biên của bên Trung Quốc này thì họ đều làm một cái đường đi tuần vòng quanh thế này này. Đây họ làm một cái đường cứ đi theo dọc cái đường vành lao này, họ rào bằng dây thép gai nhé. Ở trên kia thì có những không biết là cái nhà hay là cái gì, không biết zoom lại gần có nhìn thấy không ta. Cái này không biết là cái gì nữa, cũng không được rõ lắm. Đây có cái hàng rào sắt đấy, xong ở đây dọc vào đây. Tất cả những ở chỗ hàng rào sắt này à, bên Trung Quốc họ đều cái chỗ nằm ở gần những cái chỗ cửa khẩu người dân có thể đi ra được thì họ đều gắn những các camera cảnh báo hết mọi người nhé. Thời tiết hôm nay cũng không được trong cho lắm, không được nhìn thấy được, nhưng mà nắng này cũng chỉ thế này thôi, nhưng mà trong chỉ có mưa xong thì mới trong được thôi. Đây là ở bên Trung Quốc nhá, đấy hàng rào bên Trung Quốc đây, hình ảnh có thể mờ mờ thôi, không được rõ lắm. Còn ở bên dưới, ngay bên dưới này thì là vẫn là của Việt Nam mình canh tác, bà con vẫn đang canh tác, chắc là trồng ngô ở trên núi, chắc là trồng ngô thôi. Đây này, nên bà con vẫn đang trồng ngô vào buổi trưa.
Cái hàng rào này ấy thì vòng từ đằng kia xuống đằng bên này. Đằng này. Vâng. Và hôm nay thì có rất nhiều khách du lịch nước ngoài đến. Đây bên Trung Quốc thì họ không biết là làm cái gì ở trên này. Đây. Cái này không biết là cái gì nữa. Hello. Hello. Đây xong rồi xuyên ra đây con sông thì chảy này là về khả năng sẽ chảy xuống Nho Quế ta. Đấy cái hàng rào của Trung Quốc này. Đấy hàng rào của họ đây. Còn xung quanh ở đây thì mình thấy những cái cây thông ở dưới này chắc là bà con đốt chuẩn bị làm rẫy sao. Cái thông này ở dưới này mọi người có thể nhìn thấy nó chết một số cây. Đây bà con Việt Nam ở dưới này thì nghĩ chắc là chủ yếu là trồng ngô là phần lớn thôi. Thì họ không làm được cái đường thẳng lên, họ phải làm ngoằn nghèo vào đấy mình nhà, mọi người có thể nhìn thấy rồi đây. Nó lại cắt thẳng lên trên này, thành nhà mé bên kia là của họ hết. Ở đây thì là cái điểm cực bắc của Việt Nam, nơi xa nhất của Việt Nam. Bắt đầu từ đây là điểm cuối cùng. Hai bà con ở đây thì cũng canh tác làm nương đây, cày bằng con bò phải cày. Để có những cái bậc thang xuống này. Đây là có hai bạn nước ngoài đã đến chơi đây rồi. Đây có con sông chảy xuống đây này. Xong rồi chảy trở xuống nhé. Điểm cực bắc này di chuyển từ thị trấn Đồng Văn vào đây khoảng 30 km mọi người nhé. Thì chúng ta là đến cái điểm cực bắc đây. Đây bà con canh tác những cái nương tận dưới kia này. Vâng, chào mọi người nhé. Bây giờ mình sẽ đi xuống
cái bậc thang này lên cái chỗ mà điểm cực bắc của Tổ quốc này. Để mình đi xuống đây thì trời bây giờ thì nó lại đang khá là nắng, di chuyển cũng khó khăn. Còn may là nó cũng chưa đến mức độ là nó quá nóng, nó vẫn còn hơn là mưa. Mà ngày mưa thì mình di chuyển còn khó hơn. Vậy thứ hai nữa là muốn ghi hình nó cũng khó. Mình đi xuống thế này thì lại đang bị ngược nắng. Bà con ở dưới này thì vẫn đi làm chưa về đâu, vẫn còn là vẫn đang làm ở đây này đấy. Ở đây thì một số có những cây thông. Bà con đi làm mà đây kia thấy vẫn đi làm mà bây giờ vẫn đang cày. Bà con là con bò đang cày, nhìn thấy thường con bò nó đang trưa mà vẫn phải làm. Trên này thì bà con cơ bản là vẫn làm nông nghiệp trồng ngô. Là phần lớn ở đây thì cũng thấy làm những cái mương dẫn nước ở đâu xa xa về. Tí mình sẽ đi xem cái mương kia xem còn sử dụng được không. Đây mọi người, chắc là cái chỗ này mọi người nhiều người đến đây để check in chụp ảnh này. Bởi vì ở đây thì có những cái biển có mấy cái chữ là điểm cực bắc này. Để mọi người nhìn thấy đây, mình sẽ ghi hình vòng quanh ở đây một chút để mọi người có thể nhìn thấy những cái hình ảnh ở cái điểm cực bắc của Việt Nam nó như thế nào này. Và trời nó gió gió mát mát. Rất may mình phải xem cái mương này bà con này còn dẫn nước về không. Tiện thì mình cũng ghi hình này. Một số những hình ảnh ở đây cho mọi người cùng xem. Đây này, có cái mương đây chắc là mưa thì vẫn có nước. Mương này thấy dẫn đi xa lắm, không biết là dẫn nước từ đâu về nó không biết nữa. Lên tít tận trên nha. Trên tầng trên kia đi làm ấy. Còn là kiểu phân đi làm đấy, chắc là đang trồng ngô. Mình thử lên để xem cái này nó trồng chưa. Chắc là bà con phải chở đi sang xa xa trồng ngô. Điểm cực bắc của Tổ quốc, ở đây toàn những cây ngô thôi. Này thì vừa rồi thu rồi, cũng chưa trồng lại đâu. Cái này thì bà con kè lên thành những cái gần như ruộng bậc thang. Đấy, bác kia nó vẫn đang cày. Thường còn bỏ quá giờ đang trưa. Đấy, cái chỗ vừa đấy mình có đứng ở trên kia ghi hình ở trên này. Ở đây có mỗi một ngôi nhà duy nhất. Ở đây chắc là dùng bằng điện năng lượng mặt trời. Không có điện kéo lên đây. Con đường này khả năng sẽ dẫn ra men men theo theo cái đường này ra này.